Kính thưa ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Nhật, đến từ chi đội 6A trường Trung học cơ sở thị trấn Tân An. Kính thưa thầy cô cùng toàn thể các bạn, Maxim Gorky đã từng nói, sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới, thấu hiểu được những giá trị lớn lao của sách. Em đã tự rèn luyện thói quen đọc sách của mình. Một trong những cuốn sách mà em yêu thích đó là Sức mạnh của thói quen của tác giả Sắc Lơ Dung Kích. Sức mạnh của thói quen là bí quyết thành công. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao rất nhiều người thành công trong sự nghiệp trong khi công việc của mình cứ mãi bấp bênh, thậm chí thất bại? Bí quyết của họ luôn là rèn luyện cho mình những thói quen tốt. Vậy chúng ta thay đổi như thế nào để trở nên tốt hơn? Tôi sẽ giới thiệu cho bạn cuốn sách Sức mạnh của thói quen. Cuốn sách sẽ giúp bạn tìm thấy chìa khóa mở cánh cửa thành công. Đây là một trong những cuốn sách gối đầu giường không thể thiếu của những người thành đạt trong cuộc sống. Nhắc đến nhà báo nổi tiếng Mỹ, có lẽ không ai không nhắc đến Sắc Lơ Dung Kích. Ông từng tốt nghiệp Đại học Law và có bằng thạc sĩ tại Đại học Harvard danh tiếng. Sắc Lơ Dung Kích làm việc tại nhà báo The New York Times nổi tiếng. Không chỉ đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực báo chí, ông còn gây tiếng vang bởi những sản phẩm có giá trị như Sức mạnh của thói quen, Thông minh hơn, Nhanh hơn, Giỏi hơn trong cuốn sách Sức mạnh của thói quen đã khẳng định tên tuổi của Sắc Lơ Dung Kích. Đây là cuốn sách gối đầu giường của nhiều độc giả trên toàn thế giới. Cuốn sách cũng được nhiều độc giả Việt Nam yêu thích, đặc biệt là các bạn trẻ muốn thay đổi bản thân trở nên thành công hơn, chiến thắng chính mình. Nội dung cuốn sách Sức mạnh của thói quen là quy luật trong quá trình hình thành thói quen, bài học về cách thay đổi thói quen, cách xây dựng những thói quen tốt tích cực. Trong cuốn sách, tác giả Sắc Lơ Dung Kích đã chứng minh sự thành công của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân được tạo nên từ những thói quen tốt được sẽ tìm được quy luật hình thành thói quen trong cuộc sống. Quy luật đó tưởng chừng khó khăn, nhưng bắt đầu từ những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày. Sau khi đọc cuốn sách Sức mạnh của thói quen, bạn đã bao giờ thấy mình quá nuông chiều bản thân theo những thói quen xấu chưa? Chẳng hạn như thói quen ngủ nướng, thói quen uống rượu, thói quen hút thuốc lá, nuông chiều bản thân theo những thói quen xấu có thể khiến bạn không thể đạt thành công như mong muốn. Vì vậy, bắt đầu thay đổi bản thân, đọc cuốn sách Sức mạnh của thói quen giúp thay đổi hành vi của cá nhân, tổ chức. Sức mạnh của thói quen là cuốn sách rất đáng để bạn đọc và nhìn lại bản thân. Với ngôn từ dễ hiểu, tác giả Sắc Lơ Dung Kích đã giải thích rất khoa học về quá trình hình thành thói quen của con người. Thói quen được hình thành 3 giai đoạn, đó là tiếp nhận thông tin, duy trì thói quen mỗi ngày và kết quả nhận được thói quen. Mỗi thói quen đi qua cho bạn những kết quả xấu hoặc tốt, do đó bạn cần rèn luyện thói quen tốt theo vòng lặp thói quen, từ đó loại bỏ những thói quen xấu. Tiếp theo, tác giả đưa ra cách để mỗi người chúng ta có thể thay đổi những thói quen xấu. Cách để bạn thay đổi những thói quen xấu là tập trung những vấn đề chính tạo ra những thành quả nhất định. Những thành quả này dù nhỏ nhưng sẽ tạo cho bạn động lực để thay đổi những thói quen tiếp theo. Trong quá trình xây dựng thì sức mạnh của ý chí đóng vai trò rất quan trọng. Thói quen cho dù được lặp lại thường xuyên nhưng lý trí không phát thì các hành động đó cũng không thể diễn ra. Do đó, yếu tố then chốt để hình thành thói quen, bạn cần kiểm soát được lý trí. Nếu muốn dựng cho mình
những thói quen tốt và bỏ những thói quen xấu để thay đổi số phận. Cuốn sách Sức Mạnh Của Thói Quen sẽ giúp bạn, tác giả Charles Duhigg, nhấn mạnh rất nhiều về vòng lại thói quen. Tuy nhiên, cuốn sách không hề khó khăn. Theo kiểu áp dụng sinh động, cuốn sách được nhiều điều hơn thế. Đặc sắc Sức Mạnh Của Thói Quen, bạn sẽ thấy sức mạnh của thói quen cũng tiếp thế nào. Charles Duhigg giải thích tại sao biết đồ ăn nhanh của họ ở hàng Dona không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, chúng ta không quên lại hương vị quen thuộc với hương vị và cách bày trí những giới thiệu của nhân viên về những món này. Tại sao một người mất trí nhớ không thể nhớ ra trước 10 giây đó ông ta nói gì, không thể vẽ lại bản đồ ngôi nhà của mình đã sống tới 30 năm. Tuy nhiên, ông ấy có thể lấy chính xác loại quả hạt nhân trong phòng bếp mỗi khi đói, vì đó là sức mạnh của thói quen. Thói quen tồn tại dựa trên quy luật của sự kiểm soát. Bên cạnh đó, mình thực sự bị cuốn hút bởi cách mà tác giả khéo léo kết nối mô hình lý thuyết cơ bản vào dân chứng sinh động thuyết phục. Khác đó là công ty iOS sử dụng data để đoán thói quen của người mua hàng để dễ dụ chi tiêu phóng khoáng lúc nào, dựa theo quy luật thói quen tồn tại trên sự ham muốn của công ty này đã đưa ra các phiếu giảm giá với các mặt hàng thích hợp vào thời điểm hợp lý để thuyết phục cụ thể những bằng chứng sinh động. Những diễn viên, một người lãnh đạo hay một người làm quảng cáo, hoặc đơn giản chỉ là người yêu sách, thì cuốn sách Sức Mạnh Của Thói Quen cũng giúp bạn nhận ra những giá trị quan trọng mà có thể bạn đang bỏ lỡ. Thành công phải rèn luyện trong thói quen tích cực, và cuốn sách là bảo bối giúp bạn chiến thắng chính mình.